Rồi, ngón đầu tiên. Một ngón. Wow. Tuyệt vời. Dễ mà ngón kia. Wow. Wow. Con này dễ mà ngón kia mới có. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ 3. Game 3 này có 3 kỹ thuật dành cho em ý. Em ý chỉ cần làm được 2/3 thì sẽ là người chiến thắng. Và Ngọc Anh lại cho em ý cơ hội là 3 lần thử trong mỗi kỹ thuật. Ok. Rồi. Cái đầu tiên, đây là gì? Chúng ta... Các bạn muốn Ngọc Anh thử thách kỹ thuật gì đấy? Ừ, Ngọc Anh sẽ thử thách kỹ thuật này nhé. Giữ bóng trên mu chân. Foot stone. Wow. Wow. Làm lại nhé. Em nhìn kỹ nhá. Sau đừng bảo anh làm nhanh quá. Rồi. Wow. Nếu em thả đất và nảy lên là em kẹp được thì em sẽ thắng. Có 3 lần thử. Sẵn sàng chưa? Lần thử 1 bắt đầu. Chưa được. Còn 2 lần. Cố lên. Vẫn không được. Có vẻ game này khó đấy. Lần cuối cùng. Rồi, lần cuối cùng của em. Vẫn rơi. 3 giây rồi đây ạ. Sao tôi thấy quả này cũng khá lâu. Dành cho em ý. Không được, tôi không đồng ý. Tôi thấy chưa lâu, tôi chưa giữ được. Tôi không muốn là bạn chồng không được. Không được nhiều con gái như thế. Cho thử lần cuối đi, cho thử thêm lần nữa vậy. Được rồi, thế thì Ngọc Anh sẽ cho em ý thêm một lần nữa. Anh muốn là giữ được hẳn được. Được rồi. Thì mới công bằng. Cơ hội nữa cho em. Nếu mà em giữ được hẳn luôn. Hào phóng. Mình hào phóng không? Rồi, cho Ngọc Anh nhá. Trước like cho Văn Thanh Nữ nhá. Nhớ like cho Văn Thanh Nữ nhá. Trời nắng rất to mà vẫn liều mình ra ngoài sân. Cho lần cuối nhá. Rồi. Như vậy là ở game đầu tiên thì Ngọc Anh chiến thắng. Đấy, chơi được công bằng như thế. Anh vừa chiến thắng một cái thôi đấy. Chưa thắng đâu, còn 2 trò nữa. Nếu mà em làm 2 trò còn lại thì em vẫn thắng mà. Trò thứ 2 sẽ là quay bóng. Sẽ là quay bóng. Quay bóng đi, cho nó máu. Nhưng mà đặc biệt đi. Quay bóng bình thường thì dễ quá. Quay bóng này, ở ngoài sẽ quay bóng trên 5 ngón tay. Và chuyển nếu qua mà 1, 2, 3, 4, 5 xong về lại vị trí cũ. Wow. Nếu mà em ý làm được thì sẽ là người chiến thắng. Cả 5 ngón tay em luôn à? Chỉ cần làm được trong 3 ngón trên 5 thì sẽ là người chiến thắng. Ok, Ngọc Anh sẽ thử 3 lần như vừa xong. Ngọc Anh thử 5 ngón tay cho mọi người xem nào. Nghe chiêu này có thể khó rồi đấy. 5 ngón tay nhé các bạn nhé. Từ ngón 1. Chiêu này mình chưa dở ra bao giờ đâu. Rồi. 1. Ngón đầu tiên. 2. Ngón thứ 2. 3. Ngón thứ 3. Ngón út nào. Ui, ngắn quá, không vơi được, không vơi được. Yeah. Ngón thứ 4. À, pha cứu bóng rất kinh tưởng của ngoài. Ngón cuối đâu? Ngón cuối. Rồi, ngón cái, 5 ngón. Rồi, nhiệm vụ Thanh nó là nếu em quay bóng 3 trên 5 ngón tay thì sẽ thắng. Rồi. Bắt đầu chưa anh? Bắt đầu. Cố lên. 2 lần. Rồi, ngón đầu tiên. 1 ngón. Wow. Tuyệt vời. Dễ mà ngón kia. Wow. Wow. Con này dễ mà ngón kia mới có. 2 ngón tay rồi. Từ từ. 2 ngón. Còn 2 lần thử nữa. 2 lần thử nữa. 10 tốt đã. Quá giỏi. 2. 3. Nữa không? Như vậy là 3 ngón. Rồi. Phần thi này thì em đã chiến thắng. Rớt số 3. Nào, dẫn số 3 nào. Được rồi, quả này sẽ khó hơn. Nếu mà... sẽ giữ bóng luôn vào chỗ đầu gối này. Một người truyền và một người giữ luôn. Ok. Ví dụ, bây giờ bạn... tung vào cho anh. Bạn sẽ truyền cho Ngọc Anh. Em hãy tung vào cho Ngọc Anh nào, ví dụ thế. Wow. Okay. Game này khá khó đấy. Thôi lại nhá, Ngọc Anh nhìn kỹ nhá. Mấy em sẽ làm, không phải bảo anh là ghét quá. Rồi. Rồi, sẵn sàng. Wow. Tuyệt vời, như vậy là em cũng sẽ có 3 lần thử. Sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu, lần thử 1. Ngoan chuyển bằng chân cho máu. Ngoan chuyển bằng chân đi. Chuyển chân nhá, cho đẹp. Nhưng mà mình sẽ làm một lần đầu tiên cho bạn ý biết đường bóng của mình. Ok. Đấy, okay. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhá. Ngọc Anh sẽ làm đường bóng đấy. Bây giờ sẽ làm chân thật nhá. Có 3 lần thử này. Lần 1 bắt đầu.
Wow, suýt được. Cố lên. Cố gắng lên nào. 3, 2, 1. À, chưa được. Có lần cuối thôi anh ạ. Có lần cuối, cố lên nào. Anh hy vọng em sẽ làm được. Cố lên, cố lên. Tập trung nhá. 3, 2, 1. Wow, như vậy là ở game này thì ngoài chiến thắng. Trong số 3 thử thách đưa ra thì anh chỉ làm được một thử thách đúng không? Và như vậy là game đầu thứ 3 này ngoài chiến thắng Thanh. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Yes. Nghiêng về Thanh. Đúng rồi. Và chúng ta cùng đến game đầu thứ 4 nhá. Ok, đến người thứ 4 thôi. Ở game cuối này sẽ là sút penalty. Ngọc Anh sẽ là người bắt gôn. Và cầu thủ nữ này sẽ là người sút. Ngọc Anh sẽ cho em ý 5 lần sút. Em ý chỉ cần sút được vào 2 quả thôi sẽ là người chiến thắng. Nếu mà thắng ở game này thì cũng là em ấy thắng luôn ở chung cuộc. Và Ngoài sẽ chấp nhận mọi hình phạt luôn đấy. Wow. Nhưng mà Ngoài tin game này sẽ hòa thôi. Yeah. Nếu mà game đấu này hòa thì à thắng thì em mà thua thì Ngoài sẽ hòa với em tỷ số 2-2. Còn nếu em thắng sẽ thắng 3-1. Sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có 5 lượt sút tất cả. Trời nắng rất to, nóng lắm các bạn ơi. Đừng quên bấm like cho chúng mình nhá. Ủng hộ chúng mình, nắng 38 độ C đấy. Lượt sút 1 của Văn Thanh phiên bản nữ. Thanh ơi, cố lên em. Dứt điểm, mạnh sức vào. Như vậy là không vào. Sút đúng vào người Ngọc Anh. Ngọc Anh rất tự tin. Ngọc Anh tỏ thái độ rất là tự tin và sang chảnh. Cố lên Thanh. Lượt sút thứ 2 của Thanh. Dứt điểm. Vào. Tuyệt vời. Như vậy là 2-1. Bóng đâu rồi em ơi? Vẫn còn 3 quả nữa. Nếu mà 3 quả nữa, trong 3 quả nữa em vào thì em sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Cố lên nhá. Rồi. Cố lên Ngọc Anh. Lượt sút thứ 3 của Thanh. Rồi, dứt điểm đi em. Sút. Không vào, vẫn dính luôn. Vẫn còn 2 lượt cuối. Cơ hội còn rất nhiều. Còn rất nhiều cơ hội. Lượt sút thứ 4. Bắt đầu sút. Wow, sút ra ngoài mất rồi. Rồi bây giờ sẽ còn một lượt cuối cùng. Nếu lượt này em đá vào thì em sẽ thắng. Còn nếu em không đá vào thì chung cuộc chúng ta sẽ có một trận đấu hòa đấy. Bóng nào em ơi. Rồi bây giờ sẽ là lượt cuối cùng của Thanh. Hy vọng là lượt này sẽ thành công. Đổi bóng lên phân may à, đúng không? Không dùng bóng quân cúp 2018 nữa, anh dùng bóng quân cúp 2014 đi. Hãy quay về quá khứ nào. Lượt sút cuối cùng của Thanh, hết sức đi. Dùng hết sức của bất cẩn thân. Gồng lên. Sút. Không vào. Như vậy là tuyệt vời. Như vậy là chung cuộc chúng ta đã có một tỷ số hòa. Sau 4 game đấu thì Ngọc Anh thắng 2 và Thanh thắng 2. Rồi. Cảm giác rất tự tin rồi ạ. Thắng 2 là em tự tin lắm rồi ạ. Ôi thế là mình thoát tội rồi. Rất may cho Ngọc Anh hôm nay là không bị hình phạt nào đấy. Cảm giác của em ra sao, có vui không? Em tự tin lắm anh ạ. Rất tự tin đúng không? Anh ấy chơi bóng bao nhiêu năm rồi mà em mới chỉ chơi bóng mấy tháng thôi. À. Thế mà hòa. Phải đâu, do hôm nay tôi bị hơi sải tay lúc trước này. Hơi đau chân thôi. Thôi rồi, ok ok. Chơi bóng tiếp suốt từ sáng đến giờ bây giờ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của chúng mình nhá. Đừng quên là bấm like cho Văn Thanh phiên bản nữ của chúng ta. Trời nắng nóng 38 độ C vẫn ra quay cùng chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy like và chia sẻ video này nhiệt tình nhá. Ai muốn tham gia cùng chúng mình không? Hãy comment nhá. Chào mọi người. Bye. Yeah, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ hai, sẽ là màn sút penalty cực kỳ nghẹt thở giữa hai bạn nữ. Bạn này sút thì bạn kia sẽ là người bắt gôn và đổi qua lại như thế. Ai là người ghi bàn nhiều hơn thì sẽ là người chiến thắng. Mỗi người sẽ 5 lượt sút tất cả nhá. Sẵn sàng chưa hai em? Rồi ạ. Game 2 bắt đầu.